khát vọng tuổi trẻ, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Hoàng do tổ Ca Nam và đội ngũ trình bày sẽ là ca khúc đầu tiên mà công đoàn bóng đá tham gia ở liên hoan ngày hôm nay. Thank you.
về cội nguồn, về truyền thống đấu tranh anh dũng, về con người Việt Nam. Bài hát Một Vòng Việt Nam của nhạc sĩ Đông Thiên Đức sẽ được thể hiện qua giọng hát của gia đàn. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Nhìn nó sông trời vắng đất vô. Cùng với tôi
Công đoàn bóng đá